Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 5 tây tháng 8 năm 2021 Ở Việt Nam đó ngày hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 6 tây tháng 8 rồi Thì hôm nay đó là một ngày rất là xanh, Thuận muốn chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn Chúng ta sẽ nói về đương nhiên thông tin liên quan tới Ethereum Tại vì Ethereum đã có cái cập nhật London Hard Fork Và chúng ta đã có cái EIP 1559 đốt Ethereum đạt được kích hoạt chúng ta cũng sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới on chain của Ethereum chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới on chain của Bitcoin chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới một số đồng như là Cardano chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Coinbase tới Xiaomi và một số những thông tin khác mà tôi nghĩ là các bạn cũng nên biết nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước khi chúng ta hãy nói về cái phương diện giá cả hôm nay thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay phần lớn đó là trên 40.000 đô các bạn thấy được chúng ta khi mà chuyển qua ngọn nến giờ đó thì các bạn thấy chúng ta có những cái thời gian ngày hôm nay mà Bitcoin tăng trưởng rất là mạnh liên tục ba bốn ngọn nến tăng trưởng lên tới cái mức cao ngày hôm nay là khoảng 41.400 bây giờ thì Bitcoin khoảng chừng là 40.100 đô ở thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục ở trên là 40.000 đô thì các bạn thấy được chúng ta nhìn chung đó thì Bitcoin tăng trưởng ngày hôm nay là một màu xanh thì thị trường có rất nhiều những đồng là màu xanh ngày hôm nay và đặc biệt chúng ta có một trong những đồng mà tăng trưởng mạnh mà những đồng lớn đó, đó chính là đồng Ethereum các bạn được đồng Ethereum à, ngày hôm nay đó đã đẩy từ cái mức là 2.534 mà lên tới cái mức cao cách đây không bao lâu đó cái đây khoảng chừng là chỉ có một tí đồng hồ thôi đã là cái mức là khoảng 2.846 bây giờ Ethereum vẫn trên 2.700 đô thì khi mà nói tới Ethereum đó thì các bạn được rằng ngày hôm nay thông tin lớn đó chính là chúng ta đã thấy cái cập nhật London của Ethereum đã thành công thì cái cập nhật lương đôn này chúng ta cũng đã chờ đợi cũng đã khá lâu rồi Thì trong cập nhật lương đôn này để chúng ta cũng có một cái đề xuất Mà chúng ta đã nói tới hầu như là hơn một năm rưỡi qua đó chính là cái đề xuất EIP 1559 thì cuối cùng cái lương đông này đã cũng đã diễn ra đúng như là kỳ hạn khi chúng ta nói tới những đồng hồ đếm ngược mình thường đã chia sẻ trong vòng mấy ngày qua và cũng như là chúng ta cũng đã nói đến thường đã chia sẻ với các bạn đó là cái khả năng cái rủi ro mà Ethereum bị tấn công 51% mà những cái thời đào đó rủi ro đó rất là thấp thì cuối cùng cập nhật này diễn ra một cách rất là suôn sẻ không có bất cứ một vấn đề gì liên quan tới tấn công 51% hay là không có gặp bất cứ một cái sự kiện gì liên quan tới chi chuỗi cho nên cuối cùng các bạn được là cập nhật đó cũng khá là suôn sẻ và chúng ta đã có cái đề xuất EIP 1559 được kích hoạt thì đề xuất này đó thường đã làm nhiều video nhưng mà nói cách căn bản thì đề xuất này đó sẽ uh, có được đó là hai cái phần phí bây giờ thì tay cái phí đó trước đây là cái phí theo cái cách như là các bạn đấu giá ai đấu giá cao đó thì sẽ được di chuyển nhanh chóng nhưng mà cái vấn đề đây đó là không ai biết những người kia đấu giá bao nhiêu cho nên đó, mọi người đều nhanh chóng đẩy cái phí cái rất, rất là cao cho nên các bạn mình thấy được là nhiều khi phí ether uh, lên tới cả trăm đô để mà di chuyển nhưng mà khi chúng ta đã có cái cập nhật này rồi đó thì giống như là ngày hôm nay thì cái phí sẽ chia làm hai phần một phần đó gọi là cái phí căn bản hay là cái phí nền hay là base fee một phần khác gọi là cái phí phụ thêm hay là tiền tiếp thì khi mà chúng ta thấy tình hình hiện bây giờ đó thì cái phí nền phí căn bản đó sẽ bị đốt đi không có tiếp tục gửi cho những thời đào thời đào bây giờ chỉ lấy cái phần tiền tiếp mà thôi cộng với lại cái phần tiền thưởng đến từ mạng lưới của Ethereum thì mạng lưới của Ethereum đó là mỗi một block đó là khoảng 13 giây thì sẽ có khoảng chừng là hai đồng Ethereum ra đời thì trên màn hình các bạn đó các bạn đang nhìn thấy là cái tình hình liên quan tới phí Ether thực sự đã bị đốt cho đến thời điểm bây giờ đó từ khi cập nhật xong đó thì các bạn thấy được là tổng cộng đã có 196 Ether bị đốt đi và trong vòng một tiếng năm hồ qua đó đã có 142 đồng Ether bị đốt đi và khi mà chúng ta tính theo cái giá hiện tại đó để ý, các bạn thấy được là cái số lượng đốt nó nhiều như thế nào là 3.197 Ethereum nhưng cho giá hiện tại là khoảng 2778 đi thì các bạn đưa tổng cộng đó chúng ta đã có hơn 8 triệu gần 9 triệu đô la rồi 8,8 triệu đô la đã bị đốt đi từ khi mà có công nhật này đó, không tới một ngày đã có số lượng lớn này bị đốt đi. Thì à, các bạn thấy được là trong tương lai nếu như mà chúng ta thấy là càng ngày càng có nhiều ether à, được sử dụng, nghĩa là càng ngày càng có nhiều người sử dụng mạng lưới ether mà sử dụng mạng lưới trên tầng một đó thì càng nhiều phí sẽ bị đốt đi và có thể dẫn đến là ether không những là không tiếp tục có thêm ether trên thị trường, tại vì ether là một mạng lưới mà làm phát mãi mãi, mà thậm chí ether sẽ chuyển qua thành giảm phát và thực ra ngày hôm nay đó ở trên Twitter để thường chia sẻ với các bạn ở trên Twitter thường đã đăng cái block đầu tiên mà chúng ta thấy được là tình hình là chúng ta có cái block đó là 12965263 thì cái block này đó các bạn thấy được chúng ta chỉ có được cái phần tiền thưởng nó là hai đồng y tờ ra đời mà thôi nhưng mà cái block này đó các bạn thì là chúng ta đã có tới cái số lượng y tờ bị đốt đi là 2.078 y tờ có nghĩa là đây là cái block giảm phát đầu tiên của Ethereum có nghĩa là cái số lượng mà ra đời còn ít hơn là cái số lượng bị đốt đi đương nhiên không phải lúc nào cũng như vậy chỉ là có thể là người này di chuyển rất nhiều Ethereum cho nên họ không ngại trả cái phí cao để được di chuyển nhanh chóng à, cho nên họ mới trả cái phí cao như vậy nhưng mà các bạn hiểu được là chúng ta cũng có những cái đợt như là cái lock mà 12965 265 này đã có 1,5 Ether bị đốt đi trong khi chỉ có 2 Ether ra đời mà thôi và trung bình là khoảng chừng là 13 giây là chúng ta sẽ có khoảng chừng là 2 đồng Ether À, được ra đời thật ra nó hơn hai đồng một chút tại vì nó có một cái phần gọi là Uncle We Reward nhưng mà chúng ta hiểu đơn giản là bây giờ đó cái số lượng Ether ra đời mỗi một block để bị giảm đi rất là nhiều có nghĩa là chúng ta được là tình trạng bây giờ là Ether đó đang nằm trong một cái tình hình nó khá là thú vị tại vì chúng ta thì được là trước khi chúng ta có cái EIP 1559 ngày hôm nay đó thì nhiều bạn cũng đã biết là Ethereum tình hình đó là tình hình Ethereum càng ngày càng ít đi trên những sàn giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái tài liệu ở trên Crypto Khoan, cái đường màu xanh này cho thấy được là còn bao nhiêu Ether trên những sàn giao dịch thì bắt đầu từ năm ngoái đó, từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ thì cái đường này đã đi xuống liên tục cho thấy được là càng ngày càng ít Ether trên những sàn giao dịch. Chúng ta nhìn vào tài liệu ngày hôm nay đó thì để thần zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là đừng refresh channel lại để xem chúng ta có thông tin mới nhất ngày hôm nay chưa thì chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng ether đó được đẩy lên trên những sàn giao dịch thì chúng ta không thấy có dấu hiệu tăng trưởng mặc dù là giá ngày hôm nay đó tăng mạnh nhưng mà các bạn thấy được là tình hình thì không thấy là có nhiều ether đẩy lên những sàn giao dịch và chúng ta chuyển qua đến giờ đi để xem tình hình gần đây nhất thì các bạn thấy được là cả ngày hôm nay cả ngày hôm nay không có dấu hiệu là mặc dù giá cả tăng trưởng ngày hôm nay nhưng mà chúng ta không có dấu hiệu là nhiều ether đẩy lên trên sàn. Có nghĩa là thứ nhất là ether ngày lại càng mất đi trên sàn. Thứ nhì nữa là EIP 1559 đã kích hoạt thì ether đang bị đốt đi mỗi giao dịch. Rồi các bạn thấy được là thêm một cái thông tin nữa là chúng ta thấy được là cái số lượng ether được đưa vào những cái mạng lưới Ether 2.0 đó những cái dịch vụ mà cho các bạn stake Ether để có thể nhận được phần thưởng đó khi mà các bạn tham gia vào Ether 2.0 thì ngay lại càng nhiều Ether để vào hơn cho đến bây giờ đó đã có tổng cộng là 5,61% của tất cả Ether trên thị trường bị lock lại trong cái hợp đồng Ether 2.0 này và các bạn được là chúng ta tính theo cái số lượng Ether đi thì tổng cộng bây giờ đã tới là khoảng chừng là 6,5 triệu Ether để bị lock lại trong Ether 2.0 Thì uh, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin uh, liên quan tới Ether 2.0 với các bạn tại vì đây đó là cái bước kế tiếp của Ethereum thì các bạn thấy được là một chuyến điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến là cái cập nhật mà EIP-1559 này là một trong những cập nhật mà ảnh hưởng nặng đến cái sự thu nhập của những thời đạo mà vẫn có thể cập nhật một cách suôn sẻ thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy được là những thời đạo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chuyển qua Ether 2.0 tại vì khi mà chúng ta có Ether 2.0 đó là chúng ta không còn đào nữa mà sẽ chuyển qua hệ thống Proof Stake, hệ thống chứng minh hay là bằng chứng cổ phần. Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta đã có cái hợp đồng để các bạn có thể gửi vào Ether 2.0 để mà nhận cái lãi khi mà các bạn tham gia vào staking. Nhưng mà bây giờ đó cái số lượng Ether gửi vào thì không thể rút ra được cho đến khi nào mà chúng ta có Ether 2.0 mà thôi. Thì đây chỉ là một trong những cái hợp đồng mà lock lại Ether. Các bạn thì chúng ta cũng có rất nhiều bạn tham gia vào những cái ứng dụng DeFi và đương nhiên những Ether đó cũng sẽ bị lóc lại. Đó là tình hình của Ether. Cho nên bây giờ đó các bạn hiểu được là Ethereum là một trong những cái đồng mà nhiều người cho là sẽ đối đầu với cái sự kiện là không đủ Ether trên những sàn giao dịch rất nhanh chóng sẽ dẫn đến áp lực đẩy giá Ether tăng lên. Và chúng ta cũng nên nói tới cái sự chứng đoán của Bloomberg ngày hôm qua. Bloomberg thì nói là Ethereum đó, nói đối với họ là đang trên con đường trở về cái mức là 4.000 đô Bitcoin thì đang trên con đường đi tới cái mức là 100.000 đô thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về tình hình của Bitcoin đi thì gần đây đó cái đây 2 ngày các bạn được đây là tài liệu trên tiếp tục hoàn ngày 3 tây tháng 8 và tài liệu này cho chúng ta thấy được là có sự xuất hiện cua cá voi hay là không mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin đẩy vào mà số lượng lớn so với cái số lượng trung bình thì đây là một những dẫn chứng cho thấy được là chúng ta có sự xuất hiện của cá voi đẩy bitcoin lên trên sàn và gần đây nhất chúng ta đã có là ngày 3 tây tháng 8 là các bạn thì được có dấu hiệu là cái đường màu xanh này đó có cái sự tăng trưởng lên có nghĩa là có dấu hiệu là cá voi đẩy bitcoin lên trên sàn nhiều thì tại sao mà chúng ta lại không thấy giá cả xuống mà lại tăng trong vòng mấy ngày qua nếu như đó là sự thật thì các bạn được là một trong những điều các bạn cần phải nghĩ đến là bây giờ đó có thể lực mua rất là lớn cho nên cái số lượng đẩy lên này nếu như có bán này nữa có thể lực mua đã có thể là mua được cái số này và một cách nhìn khác nữa khi chúng ta nhìn vào cái bài này được chia sẻ bởi DXMan ở trên crypto khoan thì cái bài được là chúng ta nhìn tổng cái số lượng bitcoin đẩy lên những sàn giao dịch đó, thì đúng là các bạn thấy được là có 11.300 Bitcoin khoảng chừng là 440 triệu được đẩy lên trên những sàn giao dịch Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cái thanh này nó rất là cao Nhưng mà ngược lại sau đó đó không lâu thì các bạn được lại có tới 19.300 Bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch có nghĩa là tới 759 triệu đô la nữa đó chính là đại diện bằng hai cái thanh mà màu xanh mà chỉ xuống này cho nên một trong điều các bạn cần phải nên lưu ý đó chính là khi các bạn thấy được là có nhiều bịch đẩy lên trên sàn nhưng mà câu hỏi là đó là đầu vào đầu ra là bao nhiêu thì dựa theo những cái sự phán đoán đó, thì bây giờ cái số lượng Bitcoin này đã được đẩy lên thì người này bán, người kia mua và cá vô này bán, cá vô kia lại mua đẩy ra khỏi sàn giao dịch. Đó chính là tình hiện tại của Bitcoin chúng ta nhìn thêm tài liệu liên quan đến cái số lượng bitcoin đó được uh, gửi vào và rút ra tính theo ngày đó thì uh, bây giờ không gì là đặc biệt tuy là giá cả có sự tăng trưởng nhưng mà chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu là có nhiều bitcoin được uh, đẩy lên trên những sàn giao dịch thì để hình zoom vào thì ngay cả ngày hôm nay đó thì đây là tài liệu ngày 4 tây ngày hôm qua thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là những cái thanh màu xanh này đó lên xuống không là bao nhiêu có nghĩa là khá là nhàm chán hôm nay chúng ta không thấy có bất cứ dấu hiệu gì đặc biệt liên quan tới bitcoin gửi vào rút ra nhưng mà hôm qua thì các bạn thấy được là có một đợt có 12.000 bitcoin đẩy vào nhưng mà sau đó không lâu thì lại có 19.000 bitcoin trong thời gian chỉ có một tiếng 2 tiếng 3 tiếng thôi thì đã có 12.000 bitcoin đẩy vào những sàn giao dịch nhưng mà lại bị rút ra 19,5 ngàn 000 bitcoin đây là tài liệu liên quan tới số lượng bitcoin nạp vào và rút ra thì chúng ta thấy được là bitcoin thì cũng tương tự như là ethereum chúng ta vẫn đang chứng kiến bitcoin đang trong cái trường hợp là cái số lượng bitcoin trên sàn đang ngày lại càng ít đi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cái số lượng bitcoin trên sàn dịch ngày lại càng ít đi và ít đi đây là cái tinh hình cũng tương tự như là ethereum cho nên đây là điều mà nhiều bạn chắc cũng đã biết rồi tôi đã chia sẻ rất nhiều liên quan tới là càng ngày chúng ta lại càng thấy ít bitcoin trên sàn hơn thì đây là dấu hiệu gì đây là dấu hiệu là có thể là Bitcoin được thu mua bởi những nhà đầu tư mà họ tới tỷ lâu dài cho nên sau khi mua rồi họ rút ra khỏi sàn dù sau đi nữa Thì đương nhiên đây là dấu hiệu mà nếu như nguồn cung giảm mà nguồn cầu cũng như vậy hay là tăng thì dẫn đến áp lực đẩy tới giá tăng Đây là tình trạng mà chúng ta nói tới rất nhiều hồi tháng 10, tháng 9 năm ngoái Thì đây là tình hình của Bitcoin chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những altcoin Sau đó chúng ta sẽ nói tới thông tin uh, mà nổi bật ngày hôm nay